Hello, chào mọi người nha. Hôm nay trong cái tour clip này em sẽ đem đến cho mọi người một cái cây mà được cực kỳ được các tín đồ yêu cây cảnh và các tín đồ phong thủy thường sẽ biết đến. Cái cây này thì cũng không xa lạ gì, đó chính là cái cây đây mọi người ơi. Cây này có tên một cái tên gọi cực kỳ là quý phái và sang trọng, đó chính là cây trầu bà kim cương. Thì mọi người cũng thắc mắc tại sao nó có một cái cây như thế, thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về cái loài cây này nha. Thì cây trầu bà kim cương này còn có một cái tên gọi quý phái và sang trọng và rất là quý tộc, đó chính là cái cây trầu bà hoàng kim. Thì sở hữu một vẻ ngoài khá là ấn tượng với những cái sọc trắng trên lá như thế này, thì nó khác lạ hơn với các loài trầu bà như trầu bà cẩm hạnh hay là trầu bà đá xẻ. Thì cái trầu bà này nó có cả những cái sọc trắng trên chiếc lá, hoặc là nó có thể xanh xanh mướt luôn. Đến khi nó lớn thì nó sẽ có những cái sọc trắng trên lá như thế này. Đây cũng chính là một cái điểm khác lạ mà nó làm nổi bật lên vẻ đặc biệt của cái cây này. Thì khi trông thấy cái loại cây này thì các bác sẽ phải thốt lên rằng thì một bộ lá với những cơm trắng là sọc và màu vàng vô cùng bắt mắt của trồng trong không gian nội thất văn phòng, quán cà phê, nhà ở hay là khách sạn thì đều rất là phù hợp, và nó lại đem lại một cái cảm giác tươi mát cho căn phòng của bạn. Thì đó, thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu về đặc điểm, công dụng, cách chăm sóc và ý nghĩa của cái loài cây này nha. Thì trước hết ý, là về đặc điểm cũng giống như đa số cái loài trầu bà khác, thì trầu bà kim cương thuộc nhóm cây thân thảo. Thì mọi người biết là nhóm cây thân thảo là có dáng hình như thế nào đúng không ạ? Thì cái cây thân thảo sẽ có cái dáng hầu như là thân của nó khá là ngắn và hầu như cái cuống của nó rất là dài, nên được gọi là cái các loài cây thân thảo. Và nó có cái cuống lá và phiến lá chiều dài trung bình nó khoảng từ 20 cho đến 40 cm, và thân cây này khá là ngắn nha mọi người. Mọi người có thể nhìn ở thân cây của cái cây này, thân cây nó rất là ngắn luôn mọi người ạ, hầu như nó sẽ thiên về cuống lá hơn. Và lá của cây này lớn và nó có cái hình bầu dục lọn dài, trên những phiến lá thì nó sẽ có những cái sọc vàng hoặc là sọc trắng nổi bật và rất là bắt mắt. Chính vì cái điểm này mà cái cây này được rất là nhiều người ưa thích và trồng trong khu khu tiểu cảnh trong gia đình mình. Thì cái trên đó là những cái đặc điểm về cái hình dáng của cây này, mà cái cây này đặc biệt giống như các loài trầu bạc khác, nó cũng có thể trồng thủy sinh hoặc là trồng đất nha mọi người. Cái cây em đang ở trên này nó là dạng trồng thủy sinh đấy mọi người, nếu mọi người để ý thì nó là dạng trồng thủy sinh mọi người ạ. Còn về trồng đất thì mọi người cũng trồng trong chậu như bình thường và chăm sóc không như những cái loài cây khác thôi, nó sẽ vẫn phát triển tươi tốt. Đây. Còn về cái ý nghĩa của cái này thì trong xu thế thời đại mới như ngày nay, thì khi chọn một cái kiêng kiểng lá nội thất ý, thì người ta không chỉ quan tâm về vẻ đẹp này, về ý nghĩa và về các đặc điểm của nó, mà người ta còn quan tâm đến cái ý nghĩa phong thủy mà kiểng lá mang lại. Và theo quan niệm phong thủy thì trầu bà kim cương này được coi là một cái cây có khả năng xua đuổi các điều xấu, điểm không tốt, và xua đi cái điểm xui xẻo, là có thể trừ tà rất là hiệu quả. Kiểng lá này thì nó biểu tượng cho sự cố gắng này, vươn lên trong công việc, và đặc biệt là sẽ luôn cố gắng phấn đấu không ngừng đối với những người kiên cường, không chịu khuất phục và không ngừng bước trước những khó khăn. Thì cây này cũng phù hợp với những các bạn như những người chơi người như thế. Và mọi người thích cây này thì hãy qua đây để ngắm nhìn nó và mua nó về tinh ngay về cho mình một cái cây như thế này nha mọi người. Bên cạnh đó thì sở hữu một cái cây trầu bà kim cương thì nó còn mang lại những cái tài lộc, may mắn, điểm tốt và hanh thông trong công việc này, đấy, cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Với vẻ đẹp sang trọng và quyền quý kiểu kiêu sa của cây này thì nó giá thành của nó cũng không hề cao đâu mọi người. Giá của cây này nó cũng rất là phải chăng vừa với cái túi tiền của mọi người nha. Giá của cây này thì nó dao động từ khoảng
100 cho đến 200 tùy vào size và cỡ cây. Và cái cách chăm sóc của cây này cũng khá là đơn giản. Ngoài cái cây trầu bà này thì bên em còn có rất nhiều các loài trầu bà khác, như có thể là trầu bà lá xẻ này, hoặc là trầu bà cẩm thạch, hay còn gọi là vạn niên thanh, mọi người mới từng trộm về đây. Trầu bà vàng mọi người ơi, là nó sẽ khác đi hoàn toàn nha mọi người. Hay là trầu bà cẩm thạch với những chiếc lá đúng trắng xanh như thế này mọi người ạ, lạ mắt nhất luôn, nhất trong các loại trầu bà này. Nó cũng là các loại dạng dân thảo. Đó là một số cái cây trầu bà mà bên em đang ho hiện đang có. Ngoài ra nó còn có thể ở cái dạng giỏ tre như nhau mọi người, với cái dạng trầu bà này mà còn có thể leo. Còn cái loại trầu bà kim cương này thì nó chỉ là giúp trồng trong chậu thôi, cái loại này thì không leo được đâu mọi người ạ. Cái cây này ấy, thì mọi người có thể phối với chậu tùy hợp với tuổi và mệnh của mình. Đó. Mọi người có thể cấy cho mình các cái chậu sứ để trên bàn làm việc của mình, hoặc là để trên các cái bàn tiếp tân ở khách sạn, công ty, hay là để trên bàn làm việc bên cạnh máy tính. Cái cây này nó cũng giúp làm một cái điểm trang trí bắt mắt, giúp cho bàn làm việc của bạn trở nên tươi mới hơn. Ngoài ra ấy, nó còn giúp cho bạn thanh lọc được không khí này, giúp giảm thiểu khói bụi trong ngôi nhà, mang đến cho những thành viên trong gia đình mọi người có cái sự bình yên và sức khỏe. Ngoài ra thì cái cây này ấy, thì được yêu thích là nó còn bởi vì nó ta ta nó còn giúp à đúng rồi, nó còn giúp cho mọi người giảm thiểu được các chất độc hại từ bức xạ máy tính. Thì mọi người có thể để bên cạnh các bàn làm việc của mình, trên cạnh các cái thiết bị điện tử mà mọi người thường hay xài ấy, thì nó sẽ giúp hút được các cái bức xạ máy tính mọi người. Và cái lá của cái cây này thì nó khá là dày nên là mọi người chăm sóc cũng khá là đơn giản thôi. Thì đối với loài thủy sinh ấy, thì mọi người nên thay nước ốc cho cây mỗi tuần một lần, và thường thường hãy đến nước mực nước cạn ấy, thì mọi người có thể đổ thêm nước vào đó. Còn đối với loại đất ấy, thì mọi người tưới nước khoảng tầm 3 lần một tuần hoặc 4 lần một tuần đều được nha mọi người. Cái cây này cũng khá là ưa nước thì mọi người tùy vào nơi mà mọi người để thì lá của cây nó sẽ vươn theo cái ánh sáng mà mọi người để ở cái nơi ấy, ở cái nơi mà có ánh sáng. Thì mọi người hãy lên ngay cho mình một cái chậu cây như thế này về để giúp cho ngôi nhà của bạn trở nên xanh tươi và đẹp mắt hơn. Không chỉ về cái ý nghĩa đấy thì hẳn là mọi người cũng thắc mắc là cái cây này nó có cái ý nghĩa phong thủy như thế nào đúng không ạ? Thì không để mọi người thắc mắc nhiều, thì cái cây này nó hợp với cái mệnh kim và mệnh mộc nha mọi người. Hẳn là mọi người cũng tò mò đúng không ạ? Mệnh mộc ấy thì cái lá của nó màu xanh này kết hợp với cái màu trắng này, sọc trắng này thì nó cực kỳ hợp với những người mệnh mộc. Những người mệnh mộc mà trồng cây này ấy, thì sẽ giúp việc thăng tiến này, được nhiều may mắn thuận lợi và được nhiều công danh. Còn đối với những người mệnh kim ấy, thì trồng cái cây này thì nó cũng giúp cho mọi người được vượt qua được mọi khó khăn này, có ý chí quyết tâm vượt qua thử thách của cuộc sống. Nếu mà mọi người muốn cái chậu thêm ý, thì mọi người có thể phối với chậu khác, như là người mệnh kim có thể phối với các cái chậu trắng, người mệnh mộc thì có thể phối với những cái chậu màu nâu chẳng hạn, hoặc là màu xanh cây thì đều có thể được nha mọi người. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ trực tiếp qua bên salon cây đời nha, thì bên em đang có sẵn rất là nhiều cái loại cây như thế này nha mọi người. Thích thì hãy đến trực tiếp tại shop em, hoặc là để lại nhắn dưới bình luận. Thì số điện thoại thì và địa chỉ em có để bên góc trái màn hình, mọi người có thể qua đây để xem trực tiếp hoặc là gọi điện cho em để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người về cái cây trầu bà kim cương, hay còn gọi là cái cây trầu bà hoàng kim này nha mọi người. Thì ngoài ra ấy, mọi người có thể tham khảo thêm một số cái cây khác ý. Mọi người nếu mà mua nhiều thì mọi người sẽ được thêm, mua theo combo 3 cây trở lên thì mọi người sẽ được rất là nhiều các phần quà tặng đặc biệt, chẳng hạn như là khắc tên trên nên chọn miễn phí này, tặng những món quà nhỏ xinh, hoặc là được khắc tên bút chẳng hạn. Thì đó là những cái điều đặc biệt ở shop em. Thì nếu mà mọi người thích thì mọi người hãy đi qua salon cây đời tại 39 Trần Bình Mai, Dịch Cầu Giấy, Hà Nội nha mọi người. Ở ngay đối diện phường Mai Dịch đó mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Bye bye mọi người nhiều.